hay đồ nổ đó. Ôi, chặt cái này thừa ở bà như giải như ấy chứ mẹ nó hoài nhổ hay đồ vàng đi em bạn khá lâu rồi mà cho cái đầu vàng đi bạn khá lâu rồi mà nửa tháng nửa tháng rồi một cái người đó thằng B người ta không dễ gì người ta ti không được ta đó mượn thằng B nói gì ai người ta bảo vệ người ta nói gì khác đâu mà không nói vô rồi coi tốt mà xí 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 mà cái quốc gia gì cái trường chấm nó 50 rồi anh à để ông hỏi vàng cũng gì sao nó thiếu chạy thôi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không có đâu không nhớ. Bữa trước chiếc mà ông bánh được 11 để mà trong khi đó hàng này nó bỏ để mà bao nhiêu quá một cái mà nằm dưới này là mà ông định chạy còn quánh bị nó gắt.